ngày 14 tháng 11, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đội cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra giao thông kiểm tra và xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại đường số 2, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, tổ công tác đã mời hàng loạt phương tiện xe đầu kéo, xe tải để kiểm tra đo nồng độ cồn, test ma túy. Qua ghi nhận, hầu hết tài xế, lái xe đều hợp tác với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã dừng 34 trường hợp, trong đó phát hiện một lái xe dương tính với chất kích thích. Làm việc với cảnh sát giao thông, lái xe cho biết mình đang bị bệnh và uống thuốc tây chứ không sử dụng chất kích thích. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa người này về phường để đưa đi kiểm tra y tế nhằm làm rõ lái xe này có sử dụng chất kích thích hay không. Tương tự, tại quận 1, sáng cùng ngày, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 cũng đã kiểm tra và xử lý tài xế xe khách Huy Hoàng, tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu vì có nồng độ cồn ở mức 0,146mg trên 1 lít khí thở. Làm việc với công an, tài xế khai nhận chiều 13 tháng 11 có nhậu khi đi tiệc, sáng nay đã đi tập thể dục nhưng không hiểu sao hiện tại vẫn còn cồn trong hơi thở. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện xử lý theo đúng pháp luật. Trước đó, chiều 12 tháng 11, tại thành phố Thủ Đức đã xảy ra vụ tai nạn làm 3 người thương vong. Tài xế gây tai nạn là ông Phạm Cao Trí, 39 tuổi, ngụ quận 8, được xác định là lái xe khi có nồng độ cồn.